Vừa rồi thì Bưu Tước đã thắng rồi. Bưu Tước đã được vào vòng trong. Tiếp tục chúng ta sẽ theo dõi trận thứ 3 ở vòng bảng, lượt trận đầu tiên của vòng bảng của giải đua ghe to thành phố Bia Sài Gòn nằm trong khuôn khổ lễ hội áo bóng sức cầm 2020 đang diễn ra trên dòng sông Mát Euro của ở lượt đầu thì Sanke đã giành chiến thắng và đã được vào vòng trong. Lượt thứ hai thì Bưu Tước đã giành chiến thắng. Và lượt tiếp theo. Lượt tiếp theo giữa Tôn Phúc Sóc và Brett Ombu. Phá rồi. Bên đường đua Tam Sóc luôn là đội dẫn trước, nhưng mà khi về đến điểm đích chúng ta thấy là tập dù đã tung nước rút và bắt đây là lượt đua giữa Pano Gành Sân Bay của Mỹ Xuyên và Bóng Tính Chắc của Thành Trị. Chúng ta thấy là Bóng Tính Chắc là dẫn trước rất là xa. Bóng Tính Chắc đã giành chiến thắng rồi. ตัวนี้ก็มีการตัดทําในการปรับปรุง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 ตัวนี้ก็มีการต
Red Amu của Trần Đề đã giành chiến thắng. Red
đây là quan cảnh khán giả quý vị thấy là lội xuống sông để xem đôi ghe ngò luôn. Đây là ekip của đài phát thanh sắp đang đang trực tiếp đây thưa quý vị. Này ở bảng C ở vùng kia số 22 bơi ở đội số 2 gặp băng thay do thủy thủ bơi Minh Thế Đại và hiện nay chúng ta đã trải qua trận đấu đầu trận đấu đầu tiên này ở vùng kia số 22 đây là Bujia và Bakayon đang trong lượt đấu này. Như vậy là Bujia đã giành chiến thắng rồi. Bỏ khá xa so với số 18 là Băng Ca Dông trước mọi người Bùi Diên. Và tôm nước của Châu Thành số 32 là Bun Mum và số 10 là tôm nước. Đây là số 10 và đã dẫn khá xa. Vậy là tôm nước 2 đã giành chiến thắng rồi, xin được chúc mừng. Niềm vui của các vận động viên của tuần lúc 2. Đây là khán giả rất là đông, mùa lễ hội rất là tưng bừng. Đây là ekip của đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi các lượt trận tiếp theo trong clip tiếp theo quý vị và các bạn nhé. Hãy nhớ đón xem truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Sóc Trăng 1, TV1, TV2, kênh YouTube truyền hình Sóc Trăng, TV Khám Phá và TV Dân Tộc quý vị nhé.